Con cò đang đi kiếm ăn, mình cũng đi kiếm ăn. À không, hôm nay mình sẽ đi phóng sanh giải cứu. Bữa nay là mình lần đầu tiên. Ủa chú, đó giờ chú có chở ai đi phóng sanh giống con chưa chú? Cũng có hả? Vớt cá trong đăng luôn hả chú? Ủa, ở đây mà cũng có nước ngọt sao? Trên nước lợ á, còn tôm càng nó sống nước lợ với cá kèo. Cá kèo vô nước lợ được, con này là mặn rồi đúng không chú? Mặn ngoài này mặn, như cá kèo á là thả thì thả tôi cũng trong cái bến cái cầu kia á, Dạ. là trời mưa là nước trong nó lợ lợ, nước nãy chỗ nghe mình á là nước mặn, là nó mặn lợ, Dạ. cá kèo cũng tôm càng sống. Ờ. Đó. Còn khúc này là Ngoài này là ra cho được chết. vô nước lợ thả mấy cá rô rồi được không chú? Được. Cá rô sống được luôn, Sống. cá sặc, Sặc sống. sặc cũng sống hả? Là thả được, thả trong mặt đập, mặt xuống trong á. Dạ, lợ thì được, còn qua mặn là lên đường Qua không đúng mặn không? là được, thả xuống là chết. Dạ. Chứ được đó, mà có cô thầy chùa rồi xuống không biết, thì có mướn ghe kia, tôi nói thì thả cái này là đâu có được. Thả ra đây, thả là vừa thả xuống cá chê với cá rô, thả xuống là nó chết, chết liền tại chỗ. Trời. Nó kêu thôi đừng có thả xuống này, nghĩa là tốn Thả tiền cá rô cá chứ. chê xuống đây nha quý vị. Nghe mắc Chết cười quá. chết liền, nước mặn đâu Dạ. có thả, thả nó là vô suối vô nước ngọt lợ. Ở đây cũng có một giống cá thuộc họ với cá trê là cá úc. Còn con cá ba gạch nó có ba gai gọi là cá gì chú? Cá ngát. Cá ngát. Dạ. Cá úc với cá ngát là nó thuộc họ cá trê. Bây giờ đợi 15 phút nữa chú này vô vớt cá, chứ giờ nước dâng chú chưa đi được, nên em sẽ bơi vòng vòng ở đây đợi hồi bắt đầu mình vô chương trình nha.